chào mừng tất cả các bạn đến với lãnh địa Samsung nha. Trên tay mình là hai hãng, một con Samsung tràn viền và một con Xiaomi tràn viền nha anh em. Hai sản phẩm, hai phân khúc khác nhau luôn, nhưng mà bữa nay review đó anh em, cùng tầm giá, cùng tính năng luôn nha. Đây, hai con đều là màn hình tràn viền, màn hình sáng đẹp hết nha anh em. Bên tay trái mình là Galaxy, bên tay phải mình là Galaxy A80, bên tay trái là Mi Mix 3 nha anh em. Mi Mix 3 camera màn trượt đây, trượt lên trượt xuống luôn nha, cực kỳ độc đáo luôn nha anh em. Còn bên đây là cam thụt thò, cũng trượt lên trượt xuống các kiểu luôn đây, trượt cho anh em xem luôn nha. Nói chung là cấu hình cực kỳ ngon luôn. Hai con này mình bán tới anh em, con này là RAM 8GB nha anh em, con này RAM 6GB, nhưng mà được cái mang trong mình là chip Snapdragon 845 nha. Con này là chip 730 nha anh em. Chip 730 này vân tay trong màn hình, con này vân tay mặt lưng. Nói chung hai con này đánh game đều mượt hết. Bộ nhớ đều cùng 128GB. A80 là màn bự hơn nha anh em. Còn Mi Mix 3 thì được cái thiết kế gọn, hai sim. Giá hai con này mình đang bán đồng giá đó anh em, giá chỉ có 2,5 triệu thôi. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship hàng nha anh em.